Xin chào các bạn. Hôm nay tôi dành thời gian này để chia sẻ với các bạn những tâm tư, những lo lắng của các bạn khi quyết định đến với phẫu thuật cải thiện vòng 1. Vậy thì các bạn đến với phẫu thuật cải thiện vòng 1 không phải chỉ là sao xanh, mà có các bạn ở lứa tuổi vừa 18, có các bạn ở lứa tuổi chuẩn bị mang thai, có các bạn đã sanh xong rồi. Vậy thì cái tâm lý lo lắng chung là gì? Thứ nhất là các bạn lo lắng sợ không có sự đồng thuận của các thành viên trong gia đình. Nếu các bạn nào đã có gia đình rồi thì lại sợ ông chồng không có đồng ý. Thống kê của tôi vào năm 2010, khi báo cáo cùng với lại nguyên chủ tịch Hội Thẩm mỹ Hoa Kỳ Lauren Maxwell, thời đó còn ở Vạn Hạnh, là cái tỷ lệ mà được sự đồng thuận của gia đình chưa đến 1%. Lúc đó thống kê đó lên tới gần 1.900 ca. Thì là như vậy. Mà vừa mổ xong thì có 5% phản đối các bạn ngay tại bệnh viện. Tức là các ông chồng đến chửi té tát, thậm chí là bắt phải tháo cái túi ra. Cho nên tôi có một lời khuyên là các bạn nên chia sẻ ý định làm đẹp vòng 1 với tất cả các thành viên trong gia đình, ít nhất là những người thân cận nhất của mình, mẹ mình và với các ông chồng. Đặc biệt với những bạn đang đòi hỏi việc đặt túi ngực giống như một trào lưu, thì nhớ rằng ở những bạn chưa được 18 tuổi phải có mẹ đi cùng, hoặc ít nhất là cái người có tên trong khai sanh của bạn đó đi cùng. Tại bệnh viện MCAS không bao giờ có chấp nhận cái chuyện là có ông anh quen đi theo ký, có bà chị quen đi theo ký, không có. Ở đây có những cái trường hợp các bạn biết là những cô bé chưa được 18 tuổi đến đây vì cái mong đợi cải thiện vòng 1 mà cô bé đó dành những cái lời lẽ rất là không hay với cả bố mình, với cả bà ngoại của mình nữa. Thì đó là những cái việc lo lắng mà MCAS muốn chia sẻ với từng thành viên của gia đình, cũng như thông qua cái clip này để nói rằng cần có một cái tâm lý được chuẩn bị tốt trước khi làm một cái phẫu thuật nâng ngực cải thiện vòng 1. Cũng chia sẻ luôn với các cái phụ huynh cũng như là các cái thành viên trong gia đình là phẫu thuật đặt túi nâng ngực nó không ảnh hưởng gì đến cái việc sanh con và cho con bú sau này. Cho nên cũng đừng quá thành kiến với cái gọi là nó khác xa với thuần phong mỹ tục Á Đông của chúng ta. Cái điều chia sẻ thứ hai đó là các bạn lo lắng là có đau hay không. Thì như các clip trước đã giải thích, tại MCAS với đội ngũ chúng tôi thành một ekip từ bác sĩ phẫu thuật rành rọt về từng lớp lan trong cái việc đặt túi, cũng như là cái ekip gây mê hồi sức, cũng như là những cái phương tiện máy móc để đảm bảo một cuộc mổ không đau kể cả sau phẫu thuật, chứ không phải là không đau trong lúc mổ. Cho nên những cái lo lắng này đã được chúng tôi đúc kết lại, và qua cái việc chia sẻ này mong là các bạn đi làm đẹp chia sẻ với các thành viên trong gia đình, và các thành viên trong gia đình của mình đừng nên lấy đó làm thành kiến một cái gì đó là quá khắt khe. Thân ái, xin chào tạm biệt các bạn.